Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chương trình điểm tin Phật sự 20 giờ hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Xin kính chúc quý vị có tuần mới an lành trong chánh pháp và thành tựu mọi sở nguyện. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội thông báo cho tăng ni sinh tiếp tục nghỉ học để tránh dịch bệnh COVID-19. Đồng Tháp, cung tống Kim Quang ni trưởng Thích Nữ Diệu Tấn nhập Bảo Tháp. Thanh Hóa, tưởng niệm Tuần Thất cố ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm. Long An, tình nguyện viên và Phật tử tham gia hiến máu nhân đạo. Tiền Giang, Tịnh xá Ngọc Nguyên tổ chức phóng sinh và tặng quà đến người khiếm thị huyện Cái Bè. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm qua ngày 16 tháng 2, Đại Đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã ký ban hành thông báo số 07 trên TB-HVBG về việc cho tăng ni sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, viêm đường hô hấp cấp. Nội dung thông báo cụ thể như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, số 07 trên TB-HVBG, Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm 2020. Thông báo về việc cho tăng ni sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh COVID-19, viêm đường hô hấp cấp. Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, để đảm bảo sức khỏe cho tăng ni sinh, Thượng tọa Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội chỉ đạo sau. 1. Tiếp tục cho tăng ni sinh các khóa toàn học viện được nghỉ học đến 16 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2020 tù trường, tức ngày 8 tháng 2 năm Canh Tý. 2. Thời gian lễ cầu nguyện quốc thái dân an, gặp mặt đầu xuân, khánh thành tòa nhà Vinh Quang sẽ thông báo cụ thể sau. 3. Các công tác vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn trong phạm vi toàn học viện sẽ được thực hiện theo thông báo số 03 trên TB-HVBG ngày 4 tháng 2 năm 2020. Nay, Văn phòng Học viện xin thông báo để các phòng ban chức năng toàn thể tăng ni biết thực hiện. Chánh Văn phòng Đại Đức Thích Đạo Mẫn đã ký. Sáng ngày 15 tháng 2 vừa qua, nhằm ngày 22 tháng 1 năm Canh Tý, tại Tổ đình Vạn Thọ, Văn phòng Ban trị sự Phật giáo quận 1, số 247 đường Hoàng Sa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Phật giáo quận 1 kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động, ứng phó phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 đến tăng ni bà con Phật tử. Quang Lâm tham dự buổi tuyên truyền có Hòa Thượng Thích Thanh Sơn, chứng minh Ban trị sự Phật giáo quận 1, Thượng tọa Thích Minh Quang, trưởng Ban trị sự Phật giáo quận 1, cùng chư tôn đức tăng ni, Ban trị sự Phật giáo quận 1, trụ trì các tự viện cùng đại diện chính quyền, các ban ngành quận, phòng y tế, quận cùng tham dự. Tại hội nghị, đại diện phòng y tế quận 1 đã cung cấp những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Các Phật tử đã được hướng dẫn phương pháp phòng bệnh như rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách, ăn uống đủ chất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường sức đề kháng, cách vận động rèn luyện thân thể đúng cách, theo dõi sát những thông tin chính thức của chính phủ trong việc đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 2 vừa qua, nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Canh Tý, tại chùa Hải Huệ, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Ban tổ chức lễ tang trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm cung tống Kim Quang ni trưởng Thích Nữ Như Hảo nhập Bảo Tháp tại khuôn viên chùa Hải Huệ. Quang Lâm hậu niệm có Đại Đức Thích Chân Trí, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc, Thượng tọa Thích Thiện Lâm, Thượng tọa Thích Thiện Hữu, đồng Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Sa Đéc, ni trưởng Thích Nữ Như Trung, Phó Ban trị sự kiêm trưởng phân ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, tăng ni các tự viện cùng Phật tử trong và ngoài thành phố tham dự. Ni trưởng Thích Nữ Như Trung, trưởng phân ban ni giới tỉnh Đồng Tháp cùng tuyên tiểu sử. Theo đó, ni trưởng Thế Danh Huỳnh Thị Thưởng, sinh năm 1935 tại làng Mỹ Sương, quận Kiến Văn, tỉnh Kiến Phong, nay là huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trong một gia đình gia giáo, ni trưởng là người rất thông minh, hiếu học và có tâm xuất trần khá sớm. Năm 20 tuổi, nhân duyên đã đến, ni trưởng xin xuất gia với trưởng lão ni Thích Nữ Như Nghĩa.
viện chủ chùa Hải Huệ, Sa Đéc, Đồng Tháp. Năm 1957, bước đầu xuất gia, ni trưởng chuyên tu trì giới luật theo hạnh người con Phật, được sư phụ cho thọ sa di ni giới tại Đại Giới Hàn, chùa Từ Nghiêm, Sài Gòn. Năm 1959, ni trưởng thọ giới thức xoa tại chùa Dược Sư, Sài Gòn. Đến năm 1961, ni trưởng được lãnh thọ cụ túc giới tại chùa Từ Nghiêm, Sài Gòn. Ni trưởng tham gia các lớp Phật Pháp được tổ chức tại các trường hạ và khóa học do Ban trị sự Phật giáo tổ chức. Ni trưởng đã làm giới sư của nhiều đại giới đàn. Năm 2009, ni trưởng kế thừa điều hành Phật sự tại chùa Hải Huệ cho đến hôm nay. Ni trưởng đã thuận thế từ bỏ huyễn thân vào lúc 9:00 ngày 12 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý tại chùa Hải Huệ, thọ 86 năm, 59 hạ lạp. Sau lời cảm tạ của ban tổ chức, Thượng tọa Thích Chí Tâm cùng tuyên pháp ngữ, cử hành nghi thức lễ truyền thống và di quan, cung tiễn kim quang cố ni trưởng nhập bảo tháp. Cũng trong ngày 15 tháng 2, nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Canh Tý, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm tuần thất cố ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm, nguyên phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, nguyên chứng minh phân ban ni giới tỉnh, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hậu Lộc, trụ trì chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh, xã Thuận Lộc, huyện Hậu Lộc. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã điều chỉnh kế hoạch tổ chức lễ tuần thất của cố ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị khẩu trang để phát cho tất cả mọi người tham dự lễ và nước rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch. Tại buổi lễ, trước giác linh cố ni trưởng, chư tôn đức thượng tọa chứng minh, chư tôn đức tăng ni đã thành kính dâng hương tưởng niệm và đồng thanh cầu nguyện cho giác linh cố ni trưởng được cao đăng Phật quốc. Cố ni trưởng Thích Nữ Đàm Tâm, thế danh là Tô Thị Linh, pháp danh Đàm Linh, pháp hiệu là Thích Đàm Tâm, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1939 tại xã Đông Lĩnh, huyện Đông Sơn, nay là thành phố Thanh Hóa. Nhiều công đức và đạo hạnh của ni trưởng mãi mãi lưu lại trong tâm tư, ký ức của hàng tăng ni Phật tử và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào hồi 6:30 ngày 29 tháng 12 năm 2019, nhằm ngày 4 tháng 12 năm Kỷ Hợi, trụ thế 81 năm, hạ lạp 45 năm. Thưa quý vị, hiến máu là một hành động nhân đạo, là nghĩa cử cao đẹp, xuất phát từ lòng nhân ái của mỗi con người. Mỗi giọt máu hiến tặng không chỉ góp phần cứu sống người bệnh trong giờ phút hiểm nghèo, mà còn thể hiện tinh thần bố thí nội tài của tư tưởng Phật giáo. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi hoạt động hiến máu cứu người tại tỉnh Long An và Quảng Nam. Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2020, Viện Huyết học thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bến Lức tổ chức hiến máu nhân đạo tại Bệnh viện Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đoàn tham gia hiến máu có Đại đức Thích Thiện Pháp, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cùng các tình nguyện viên, đoàn viên, quý Phật tử và nhân dân địa phương. Sau khi được các y bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe, người đủ điều kiện hiến máu sẽ được hiến để tăng lượng bổ sung vào ngân hàng máu và kịp thời điều trị cho người bệnh, nhất là những bệnh nhân nghèo thiếu máu vượt qua cơn nguy hiểm. Ngày 15 tháng 2 năm 2020, nhằm ngày 22 tháng 1 năm Canh Tý, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Đại Lộc đã tổ chức hiến máu tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có sự tham gia của chư tôn đức và tín đồ Phật giáo tại địa phương. Trong đợt hiến máu này, Đại đức Thích An Hiệp, Phó trưởng ban kiêm thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc, trụ trì chùa Lộc Nghĩa, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, đã vận động Phật tử tại chùa tham gia hiến máu cứu người. Được biết, vào mỗi đợt hiến máu, các chùa trong huyện đều thông báo đến đạo hữu Phật tử tham gia, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng của người con Phật. Quý vị thân mến, quý vị vừa theo dõi phần tin các chùa cùng quý Phật tử tham gia hiến máu cứu người. Tiếp sau đây là phần tin tịnh xá Ngọc Nguyên, tỉnh Tiền Giang, tổ chức phóng sinh và tặng quà đến người khiếm thị, huyện Cái Bè. Sáng ngày 15 tháng 2 vừa qua, nhằm ngày 22 tháng Giêng năm Canh Tý, sư cô Thành Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên, khu 2 thị trấn Nhà Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hiệp cùng chư ni và quý Phật tử, tổ chức phóng sinh hơn 400 ký cá xuống sông Tiền và trao tặng 100 phần quà đến người khiếm thị tại địa phương. Mỗi phần quà gồm có một phong bì trị giá 100.000 đồng, một thùng bì, 10 ký gạo và một số nhu yếu phẩm khác.
Tổng trị giá chung của các phần quà là 32 triệu đồng. Trước khi tặng quà, sư cô Thành Liên cùng bà con đồng niệm Phật và hướng tâm thanh tịnh cầu nguyện dịch bệnh sớm qua đi, nhà nhà an vui hạnh phúc. Sư cô cũng đã gửi lời tri ân đến quý nhà hảo tâm trợ duyên cho bà con kiếm thị. Nhưng buổi tặng quà lần này, sư cô trụ trì cũng đã nhắc nhở Phật tử thường xuyên rửa tay bằng xà bông, đeo khẩu trang đúng cách, kỹ lưỡng trong việc ăn uống, thường xuyên tập thể dục để tăng thêm sức đề kháng cho bản thân. Thưa quý vị, chương trình Điểm tin hàng ngày của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.